Ok chào các bạn mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo Các bạn đọc cái tiêu đề các bạn cũng biết là video này sẽ làm gì rồi Cho nên không mất thời gian nữa chúng ta vô luôn Rồi cái hình này là hình của Pentacon Giữa đang rầm rộ trên mạng mấy ngày nay Và trong video này thì chúng ta sẽ đó, nó kiểu như thế nhưng mà làm rất là nhanh thôi Mình biết cũng có nhiều anh em đã có cái tút này rồi nhưng mà người ta dài dòng đầy thê quá, mình làm nhanh hơn ha Rồi ở đây các bạn sẽ sử dụng một cái hình à, Ví dụ như là các bạn sẽ phải xác định được là cái góc mặt và cái cái góc mặt Cái hình gốc mà các bạn muốn ghép vào đó và cái ánh sáng Làm sao để các bạn chọn được cái hình stock mặt của các bạn đó, nó cũng phải na ná nha Nó phải na ná thì nó mới đẹp được, ví dụ như là đây Là mặt sáng một bên qua Hoặc là ví dụ người ta hơi nghiêng một chút thì cái hình của các bạn cũng phải chụp hơi nghiêng một chút nha thì các bạn sẽ phải chuẩn bị cái stock sao cho nó. Đại khái là cái stock của các bạn. Cái hình của các bạn đó, gần giống với cái hình các bạn muốn ghép nhất. Thì nó sẽ cho kết quả đẹp nhất. Rồi, ở đây mình sẽ chọn cái hình uh, hình hình này của mình đi. Hơi nhem nhở một chút nhưng mà cái mặt thì nó né né với lại ông uh, Pentacon này ha. Mình sẽ mở hình này với Photoshop. Uh, hình này các bạn cũng mở sẵn cho Photoshop rồi nhé. Rồi, đầu tiên để cho dễ hơn các bạn sẽ sử dụng công cụ là Lasso Tool ở đây. Lasso tool, chọn vùng ha Các bạn sẽ chọn vào cái phần mặt bao gồm cả cái uh, lông mi, lông mày các thứ đó đó, bao nguyên cái vòng như vậy Tùy, sau đó các bạn sẽ bấm chuột phải và chọn là Feeder ha, Feeder Rồi, ở đây á thì tùy theo hình của các bạn nó có cái kích thước bao nhiêu thì uh, ví dụ như là hình gốc của mình cái hình này thì đang tương đối lớn đó là tới uh, 5.600 hoặc 3.700 lận cho nên là mình sẽ để con số ở Feeder này tương đối lớn một chút ví dụ mình để tới 10 chẳng hạn như vậy ha nhưng mà ví dụ hình các bạn nhỏ thôi ví dụ hình chụp điện thoại chẳng hạn như vậy nó nhỏ hơn các bạn có thể để khoảng cỡ 5 hoặc là hai thôi ha sau đó các bạn sẽ bấm cần chôn c để các bạn lưu hoặc là các bạn vào edit là chọn copy ha sau đó các bạn sẽ quay trở lại cái hình của ông ta ha, hình này các bạn sẽ ở background các bạn bấm cần chôn chay phím chay là phím nằm giữa phím h và phím k đó cần chôn chay chúng ta nhân background này lên ha rồi tiếp theo các bạn sẽ vào edit và chọn là paste để các bạn paste cái mặt hồi nãy vào ha rồi ở đây các bạn sẽ bấm cần chôn t để chúng ta điều chỉnh cái khuôn mặt này các bạn có thể vào free à vào edit và chọn là free transform thì nó chỉ là cần chôn t ở đây ha các bạn sẽ thu nhỏ lại để làm sao cho nó vừa gần khớp với cái mặt gốc nhất Ha. Thì kinh nghiệm ở đây là gì? Để cho các bạn dễ căn, các bạn sẽ giảm opacity của hình cái mặt này xuống một chút xíu Để các bạn thấy được vị trí mắt mũi miệng của hình gốc ha Chúng ta lại cần chôn T và thu nhỏ lại Đó, thu nhỏ lại một chút để làm sao cho nó cân nó giống với lại hình của các bạn nhất ha zoom chúng ta có thể zoom vào một chút này cho nó dễ nhìn đây rồi mình sẽ đưa làm sao cái mắt này trùng mắt này à, mình sẽ nghiêng nghiêng làm sao cho nó trùng với con mắt này đó có thể để hơi thấp xuống một chút như vậy đó và chúng ta bấm enter. Mình sẽ để opacity lên một chút thì các bạn sẽ có một cái bức hình kiểu như thế này ha. Các bạn có thể thấy nó hơi có vẻ là hơi bự một chút, có thể là do cái góc mặt của hình gốc của mình á. Với lại cái hình mà mình chọn nó không có giống nhau lắm cho nên là nó sẽ bị kiểu như vậy nhưng mà thôi kệ lỡ rồi ha. Rồi ok, mình tạm thời mình để thế này. Mình nghĩ là ổn. Rồi bây giờ các bạn sẽ tiếp tục làm công việc đó là quay trở lại cái layer số 1 này giúp mình ha Quay trở lại layer số 1 mình có thể tạm thời tắt cái này đi Các bạn sử dụng công cụ Lasso Tool một lần nữa ha Và ở đây các bạn sẽ chọn cái vùng chọn của khuôn mặt gốc làm sao để cho cái Vùng chọn nó bao đầy đủ những cái khu vực mà các bạn muốn thay thế Ví dụ như là mắt mũi miệng ha Nhưng phải đảm bảo là cái vùng mà các bạn cắt ra Nó phải nằm trọn vẹn ở trong cái layer cái mặt ghép vô ha Và các bạn đơn giản là bấm delete Nhớ là đang ở layer số 1 nhá, delete. Rồi, các bạn có thể tắt cái layer background đi thì các bạn thấy là chúng ta đã delete rồi ha. Sau đó các bạn sẽ bật cái layer 2 này lên. Đây nếu như các bạn không không tắt layer background, các bạn sẽ nghĩ là chúng ta chia xóa nhưng mà đã xóa rồi nhé. Rồi, các bạn bật lại layer background à, layer 2 ha, chọn hai layer này bằng cách bấm phím control và click vào hai layer. Sau đó các bạn vào edit chọn là auto plan layer để panorama ha, những cái gì tích được thì cứ tích panorama và các bạn bấm ok sau đó thì photoshop sẽ tự xử lý cho các bạn ha các bạn sẽ bấm chuột phải và chọn đi select đó và các bạn sẽ có cái kết quả kiểu như thế này khá là nhanh gọn đúng không thì đó là kết quả cuối cùng các bạn thể thấy là chúng ta khá là đơn giản và dễ làm đúng không ví dụ như là mình có thể chọn hết thế này Vào một cái group đây đây là trước sau trước sau ha ví dụ như là các bạn cảm thấy cái mặt của mình đã đang là sáng quá chẳng hạn vậy các bạn thể chọn cái lasso tool này bôi vào khu vực mặt À, ví dụ hình này đi. Hình này nó bé cho nên mình sẽ click chuột phải chọn feeder và mình chỉ để là hai pixel thôi. Sau đó các bạn sẽ chọn vào layer adjustment và chọn là uh, brightness and contrast để mình tăng giảm độ sáng. Ví dụ như là mình giảm xuống nhẹ nhẹ như vậy, chẻ như vậy đó. Ví dụ như vậy, mình sẽ giảm số 8 đó. Và mình cảm thấy hiện tại là mình cảm thấy ổn đó. Thì sau khi ghép xong các bạn có thể thấy là cái mặt của con chó bây giờ nó sẽ đã rất là hợp lý khi mà người người vút ve nó nhìn dị hợm mãi nổi thì nhưng mà cái cách làm thì nó là như vậy ha hy vọng các bạn thích cái tốt này mình sẽ gặp lại các bạn vào tốt sau nhớ nếu như các bạn thích hãy nhấn like subscribe và comment cho mình biết là cái video sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì trong photoshop nhé bye bye mình là hoàng phúc từ hoàng phúc photo com bye bye